có nghe nói là anh có đang có một mối quan hệ mập mờ với anh Trân Thành. Anh ấy chia sẻ về điều đó. Dạ thưa anh, em cứ tưởng là sau khi chia tay anh Trấn Thành, em sẽ quên được phần nào ký ức về ảnh. Ai ngờ em quên sạch. Ủa mà anh có lộn không vậy? Anh làm rất hay dùng vậy. Hên quá. Trời ơi. Y mà không được. Mẹ mình dạy, lụm được cú rơi phải trả lại cho người bị mất. Mà bữa mình mất 20 đâu ai trả cho mình. Mà ra tù rồi tao mới biết là tất cả đều mua bằng tiền. Tóc này được có đi làm hẹn nhau làm cho giống không? Ừ, dạ không. Và cái mặt ai quýnh trắng giả vậy? Dạ tự tưởng. Có dụng ý hay không hay là tự nhiên thích cái sự trắng nõn này? Đâu, hình như cô em tự trắng thiệt mà phải không? Dạ. Bản thân em da trắng mà phải không? Nhìn cái bàn tay đi, nói chuyện nhau tiếp. Tự nhiên cũng hơi trắng nhưng mà do cái phấn em một phần cũng trắng. À bạn tên gì? Dạ em tên là Phát La. À, còn bên đây? Dạ em tên Bình Hưng. Rồi mời hai bạn. Bây giờ các bạn có 60 giây và thời gian bắt đầu. Mì nóng hỏi đây, bánh mì đây. Bánh mì nóng hổi đây. Mì. Ôi mì hay. Trời đất ơi, bánh mì nóng không? Dạ nóng hổi luôn anh. Nóng hả? Đụng phỏng tay luôn. Nóng mình đi bán đi để nguội. Chọc mày thôi. Chúc mừng em. Và em sẽ có 2 triệu. Cái miếng này em dĩa là càng lên tới 5 cười. Không có, tại cái mặt nó ngây thơ, nhìn đáng yêu thiệt. Dễ thương. Em xin lỗi, em sai. Là nụ cười vui vơ. Không phải vu vơ mà nhìn đáng yêu lắm. Đó. Ừ mà bên kia nhiệt thành vậy nóng quá vậy đâu bán đi để nguội. Anh Thành đã cười em có 2 triệu. Bây giờ vòng sau nếu mà tụi em chinh phục được một trong hai danh hài sẽ là 10 triệu. Em ơi, em lãnh được 2 triệu mà em cũng rất là bất ngờ đúng không? Chị nhìn thấy mặt em cũng thẳng tốt lắm. Tại không biết tại sao một cái miếng tào lao gì mà anh Thành cười đúng không? Dạ. Mà tại vì cái mặt của tụi em diễn thiệt, tụi em đừng bao giờ biểu diễn cho tụi chị hết. Chỉ có 60 giây, tụi em cứ thiệt bằng tấm lòng rồi tụi em sẽ lấy được điểm. Quyết định của tụi em là... Dạ... Dạ... Tụi em xin phép được thi tiếp. Đi tiếp. Và hai em có 60 giây. Và thời gian bắt đầu. Chào mừng anh đến với tổng công ty xây dựng sập hầm của chúng tôi. Và sau đây anh sẽ trả lời những câu hỏi sau đây để được vào lọt vào vòng sơ tuyển. Câu hỏi thứ nhất, câu nói nào đã cho anh động lực khi gặp khó khăn trong cuộc sống? Dạ thưa anh, câu nói mà cho em động lực để vượt qua khó khăn là hả? Đời là bể khổ, qua được bể khổ là qua đời. Câu hỏi tiếp theo, anh hãy cho tôi biết những việc gì mà anh làm anh nhớ nhất trong cuộc đời của anh. Dạ một kỷ niệm nhớ nhất trong cuộc đời em là hồi nhỏ em bị ba mẹ quánh, xong rồi em tức quá em hút đầu vô tường tự tử chết. Ai ngờ đầu không bể mà sập nhà, sẽ bị đánh tiếp. Hay! Câu hỏi thứ ba, tôi muốn hỏi là tôi có nghe nói là anh có đang có một mối quan hệ mập mờ với anh Trân Thành. Anh ấy chia sẻ về điều đó. Dạ thưa anh, em cứ tưởng là sau khi chia tay anh Trấn Thành em sẽ quên được phần nào ký ức về ảnh. Ai ngờ em quên sạch. Ủa mà anh có lộn không vậy? Chúc mừng hai bạn, cả hai danh hài đều nổi tiếng cười. Và các bạn đang có trong tay 10 triệu đồng. Hồi nãy cái thứ hai là tôi định cười rồi. Cái duy nhất là định đâm đầu tường chết cho ba mẹ thương. Ai ngờ không chết, sập tường bị quýnh tiếp. Dễ thương. Tôi không biết làm sao cái này nè. Đôi khi tôi cười, cái người ta nói sao tôi dễ dãi quá. Tôi cười không phải, là cái đầu tôi nó làm việc lẹ lắm. Khi các bạn nói tự nhiên cái đầu tôi nó vẽ ra bộ phim trong đầu tôi đó. Mà tôi là cái người mà tôi nhìn cái sự việc nó với mọi góc độ hài hước của nó. Nên khi các bạn nói là tôi liên tưởng ra trong cái đầu tôi liền một cái hình ảnh, một cái bộ phim, một cái đứa mà nó đâm đầu tường nó chết cuối cùng bị quýnh tiếp. Dễ thương. Khi tụi em cho chị thông tin câu hỏi phỏng vấn để có được vào cái công ty xây dựng sập hầm hay không? Dạ. Em cho chị một thông tin thì em phải giải quyết thông tin đó. Em phải hỏi những cái câu gì liên quan đến sập đổ xây dựng. Đã từng xây dựng chưa? Dạ từng xây dựng rồi. Sau khi sập cái nhà đó nó đuổi em luôn, ví dụ vậy. Tụi em lại cho hoàn toàn một cái thông tin từ bé thơ, có nghĩa là lập tức. Nhưng mà may cho tụi em là tụi em nhờ cái duyên cho nên cứu lại. Chứ nếu mà đây là một cái đường dây thì nó là hỏng. May cho tụi em là tụi em đang có duyên, cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ duyên dáng, cho nên tụi em mới lấy được tiếng cười. Cái tình trạng vừa rồi người ta gọi là chúng ta có chất liệu mà chúng ta không có hệ thống á, hiểu không? Tụi em sưu tập được những cái mẫu chuyện nhỏ vui vui vui, tụi em không biết cách gắn nó lại thành một câu chuyện logic và có nghĩa. Thành thử ra là lần sau phải rút kinh nghiệm. Bây giờ kiếm cái gì hay nhất được lấy 20 triệu. Và quyết định của hai bạn là
chắc em xin phi tiếp. Tiếp. Và thời gian 60 giây bắt đầu. Ai làm đốt trong nhà vậy? Trời ơi, sáng sớm hên dữ ta. Không được, sống là phải mở lòng, để lại hai chục cho những người may mắn đó sao? Trời đất ơi, ai làm đốt 20 vậy? Hên quá. Trời ơi, y mà không được, mẹ mình dạy lụm được củ rơi phải trả lại cho người bị mất, mà bữa mình mất 20 đâu ai trả cho mình. Chúc mừng hai bạn, cả hai trên này đã đổi được cười, và các bạn đang có trong tay là 20 triệu đồng. Ông Minh, cái đầu là sắp cười rồi, gãy cái đó trở lên là chịu, gồng 20 phải gồng thôi, 20 triệu. Ai ghè em thả là 20 đó, và em đã lấy được 20 triệu của chúng tôi. Thông minh quá. Các em biết không, tụi em mà xây dựng những cái kịch bản như vậy á, diễn viên hài chuyên nghiệp tụi lo lắm. Tụi em đang có manh nha, tụi em dập tụi. Tại vì thật sự ra tôi nói cho em nghe là hài á, nó bao la lắm. Nó được xây dựng từ nhiều khía cạnh. Và tôi vẫn thường nói rằng là tôi đánh giá sự thông minh của một người qua óc hài hước của người đó. Những người mà hài hước thường là những người sẽ rất là thông minh. Và càng thông minh thì người ta mới càng nhìn ra được cái sự hài hước trong cái sự việc đó. Và tụi em xây dựng những cái loại kịch bản này, tôi cho rằng những cái loại kịch bản rất là văn minh. Nó là loại kịch bản được quốc tế hóa. Có nghĩa là nếu em dịch ra bằng một cái tiếng nào đó của người cái nước đó, người ta ngồi người ta xem, người ta vẫn ở cười. Nước nào đi chăng nữa người ta vẫn cười, dù đó là quốc gia nào. Hai đứa nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi? Dạ em 23 tuổi. Còn em? Dạ em 21 tuổi. Hai bạn còn đang là sinh viên hay là ra trường rồi? Dạ sinh viên. Sinh viên em học ngành gì? Dạ em học du lịch. Du lịch. Còn em? Dạ em học quản trị kinh doanh. Tại sao hai cái nghề nó không có liên quan đến nghệ thuật của chúng tôi mà các bạn lại nghiên cứu ra để các bạn đi đến đây thi? Dạ tại tụi em rất thích coi hài. Dạ tụi em muốn thi thử coi mình có được tới đâu. Là bạn với nhau hay là sao hai đứa? Dạ hàng xóm. Hàng xóm. Rồi ráp nhau đi thi. Dạ. Ráp nhau tập đi thi. Các bạn có biết không, tôi ghi cái số 20 triệu này cho các bạn. Nhưng tôi vẫn mong là các bạn nói với tôi là các bạn đi tiếp. Đi nữa đi, anh thích tụi em đó. Liệu Phát La và Bình Hưng có chùng bước trước giải thưởng 20 triệu? Đừng bỏ lỡ, chương trình sẽ quay lại sau ít phút nữa. Dạ tụi em thi tiếp. Thi tiếp. Và thời gian 60 giây bắt đầu. Hên quá. Trời ơi Phát, lâu quá không gặp. Ê mày, khỏe không? Ờ. Nghe nói mới đi tù ra đúng không? Gì vậy? Tao mới vừa ra tù sáng nay nè, gặp mày giờ mày hỏi. Vừa ra lụm được 20 ngàn hơn không? Ừ trời ơi nè. Ủa mà lúc trước sao bị tù vậy? Em cũng mới ra tù nè, không rành lắm. Trời đất ơi, in tiền giả. Tiền giả hả? Ừ. Sao sao? Tao kể mày nghe, bị bắt vô duyên lắm nha. Tao in là có bài bản đàng hoàng, đầu tiên tôi in tờ 50 ngàn không sao, in tờ 100 ngàn không sao, in tờ 200 ngàn không sao, tự nhiên in tờ 300 ngàn bị bắt. Đau lòng chim én. Trời ơi. Tào lao thiên tặc tiện gì bị bắt hả mày? Tờ 300 ngàn. Mà tao nói thiệt mày, ra tù rồi mình mới cảm thấy là mình trưởng thành hơn, hiểu không? Được. Lúc ở trong tù á, tao cứ tưởng là có tiền là mua được tất cả. Mà ra tù rồi tao mới biết là tất cả đều mua bằng tiền. Chúc mừng hai bạn. 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 Chúc mừng. Thật sự mấy bạn làm tôi cảm thấy dễ chịu lắm. Giống như tôi cảm giác là khi các bạn diễn á, tôi cảm thấy tôi là khán giả của các bạn thật. Tôi nói thật, tôi thấy các bạn làm đơn giản lắm. Phát La phấn nụ, em làm anh bất ngờ, là tại vì cái hai cái vở đầu á em diễn nhẹ nhàng dễ thương, mấy cái người mà chân thật, anh làm anh tin là em chân thật. Cái anh tưởng là cái e của em là như vậy, cái qua tới vòng 4 em lộng hành, bộc lộ bản chất. Em bộc lộ cái bản chất em ha. Em bung lụa, em xả nẹp nha. Nhưng mà anh thấy là cái điều này nó hay ở chỗ là gì biết không? Anh thấy rõ ràng em là cái người có kỹ thuật biểu diễn tốt, dễ thương đó. Anh nghĩ là em có tương lai đó, theo đuổi đi. Em là cái đứa mà diễn chân thật, hài nhẹ nhàng, có tương lai. Anh thích cái điều mà tụi em đang làm. Và cả bạn này nữa, nhưng mà bạn này non hơn, bạn này còn có thời gian để chín mùi hơn. Còn bạn áo trắng thì anh rất là thích.
Hồi nãy anh Thành cười, nhưng mà với số tiền 40 triệu, từ 20 đến 40 triệu, nãy chị chưa có cười, chị muốn thêm nữa, chị đòi hỏi tụi em sự khó khăn. 40 triệu sẽ là một con số rất là lớn. Nếu khơi khơi bây giờ tụi em bình tĩnh rồi em mới thấy lớn nè. Lúc nãy Thi đang đã quá không có thấy lớn. Nhưng từ cái số này tới cái số 100 triệu rất là xa. Suy nghĩ thật kỹ có nên lấy 100 triệu hay không. Kỹ. À, bây giờ anh hỏi nè, tụi em nghĩ là tụi em có thể làm hơn được như vậy nữa không? Vậy sao anh hỏi câu gì? 100 triệu em sợ vòng 100 triệu mà rớt chắc vậy tụi em khóc luôn. Dạ thôi tụi em quyết định dừng cuộc chơi ạ. Dừng cuộc chơi. Thôi thì đó là quyết định của các bạn ha. Tại tôi yêu các bạn quá. Và giải thưởng cho các bạn thật là xuất sắc ngày hôm nay, 40 triệu đồng chị và anh Thành sẽ gửi tận tay cho các em. 40 triệu đồng. Làm cho thân ca.